Hello mọi người. Rồi, chào chú. Ngày qua tới nay chú nghĩ là chú là hình như là cựu hoàng hoàng đế hay gì. Tất cả mọi người đều phục vụ và rất là vui, rất vui vẻ mà mình đối với chú thì coi là thực sự là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Chưa bao giờ về làng quê phía Bắc mà đặc biệt là vùng núi chứ không phải là quê chứ. Mà vùng núi bây giờ quê quá mà thiệt quê thiệt. Hãy lại ngồi chung với ta rồi. Chào thấy gặp. Chào. Hôm nay chị tới nhà của ba má vợ của anh chàng Hải nhà đi. Tức là anh chàng hay lấy chim của tôi đó. Người lấy chim mà phải có gì bữa. Trời ơi, lấy chim mà nó về đó. Đó, mà bữa này là bữa đặc sản nha. Ở, đặc sản ở Nghệ An. Ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, ở Hà Tĩnh. Đấy. Ta nói là, nói chung là cái gì nó cũng vui chứ. Từ làng quê. Của miền Bắc Việt Nam. Ngày xưa thì mình cứ nghe nói mình quê mà miền núi thì mình hình dung một cái gì ảm đạm, đi chủ yếu không đi ra ngoài chắc là lẽ đi xe bò xe ngựa hoặc là trâu ỉa đầy đường hay sao đại khái, nói chung là cái gì nó có cái tính cách nó không phải là tiêu cực, nhưng mình nghĩ là về quê thế nào cũng thế, đó là cái mặt định như vậy. Về đây mà nhưng thành phố nhất quán họng lên tôi dùng cái cá quả trong kinh ra, không phải quát rồi nhục nhược rồi tao hứa mình tức cười. Thế thì cái chuyện hôm nay bữa nay là vui quá đi, tại bây giờ ghé nhà của Hải ba má vợ Hải để mà thăm rồi trước khi đi về. Thế thì ba má vợ Hải thì cũng đãi hết rồi, sắp ăn uống rồi, cũng có gà luộc nè, rồi lá chanh là húi chi tiêu chanh là, rồi có cá, ồ con cá diện cá tầm hả, cá diện với lại mà cá phải đi ao trong nhà ở của Hải, cá trực với đô đem lên làm là xuống đãi mình, rồi rau rừng rau nói chung là tất cả thật toàn người nhà không, làm một cái lò lẩu gà nè, rồi cá nè, rồi trứng gà, gà đẻ ra trứng mà trứng gọi là trứng như từ người quê gọi là trứng trứng non á, không phải trứng non mà trứng được trứng mới đẻ ra đó, đem ra đãi. Thực sự là tôi hỏi người ta ăn từ hai cái tôm là không có nổi rồi, nhưng mà họ trải một mâm quá trời của đất đi, cô mình tao với là Hải với các kia vợ con nó ăn no nê xong rồi. Thế thì mình cứ vui rồi mình hôm nay hứng hứng với lại thực sự là mình rất là buồn là cái này là dự tù quá, đi ra Bắc, đi ra Nghệ An, đi ra Hà Tĩnh để mà cố tình đi thăm cái chỗ bác lúc mà thời kỳ làm quê của bác ở làng sen rồi kia, rồi đi tới ngã ba Đồng Lộc, cứ đi đi mà không thể nào vào được là bởi vì trời mưa thấu cả, mưa nó bị nó đứng ra là cái lịch trình thay vì báo thời tiết là không phải như mưa lúc này, nhưng bởi vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới thì vì đó nó mưa bất chợt và nó mưa tầm tã ba bữa nay, nó mưa tầm tã hiện giờ cũng đang mưa, hiện giờ đang mưa. Mấy người nghe quên nãy giờ chưa hỏi nữa. Chào lại tất cả mọi người. Như tiếng nghe rõ cho một cái gì để tôi biết nghe rõ không nghe. Chào toàn các thủ nha. Có nghe rõ không mọi người? Giờ này chắc là tôi cũng chưa hết rồi. Không, mình không cần. Có gì vui thì mình đừng lên chia sẻ thôi. Mình có những cái cảm nhận của đất nước mình. Thế thì mình chia sẻ thôi, mình cũng không cần gì thế.
Trà sát thủ cho một cái gì đó để biết là mình có nghe rõ không? Trà Nga Thạch, em Nga Thạch có nghe rõ không? Cấm cái gì cho biết nghe rõ, hay nói gì biết vậy nghe rõ không? Hello mọi người, cho biết cái tín hiệu gì biết để nghe rõ hay là không? Rồi chào Nga Thạch nha, cho biết tín hiệu có nghe rõ không nha? À ok vậy được rồi, để mình nói tiếp. Cái đây là sau khi đi về xuống sông Đại Vinh về tới Hà Tĩnh rồi về tới nhà của Hải thì cái gì ta? Thôn gì thôn Hương Giang huyện Hương Khê hay gì đó, vui quá trời là vui. Hà Tĩnh à, ở đây thì Hà Tĩnh rồi. Thế thì nhưng mà xuyên cái chỗ là khi xuống đây thì cũng bị mưa tầm cả mấy ngày liền. Thành ra cái dự định đó, mình đi tới thăm chỗ mà quê bác đó, lại thì hụt hẫng trời mưa chẳng ai cho vào. Rồi cái chỗ mà di tích lịch sử ngã ba Độc Lập họ cũng kéo vào lại, họ cũng cho vô, lý do là tại vì mưa thối xả và tầm tã thì chẳng có ai du khách du lịch tham quan, chẳng ai vào, nên mình cũng bị bó tay luôn. Thực sự là rất là tiếc. Có thể là mình hứa lần sau mình đi có dịp mình đi nữa, tiếp tục nữa những ngày gần đây thôi. Mình sẽ nói chung là cái đầu tiên mình ra đây là mình muốn đi thăm chỗ của bác, nhưng mà cái điều quan trọng là trời phụ mình, trời gì đó mà mưa quá. Ngay bây giờ vẫn giờ vẫn còn mưa nè, như từ sáng tới giờ mưa tầm tã, mình ra không có đi được. Nói một chút xíu về làng quê ở Việt Nam, mà ở đây là khu vực miền núi. Thế thì mình mới thấy lạ là ở chỗ là thì thường phải như giống như kiểu như mình đã nói về nước đoạn thì mình cứ nghĩ là làng quê thì thấy gì nó cũng quê mùa, hoặc là cái thứ gì nó cũng thua thành phố, hoặc là ở thành phố mười tệ nó cao lắm, nó cũng được căng thẳng sáu. Nhưng mà mình bất ngờ là ở thành phố có cái gì thì ở quê có cái đó, và thậm chí nó còn hơn nữa. Hơn nữa là vì cái lối sống và cái sự sống của họ, họ thảnh thơi và họ rất yêu là dung dị và họ rất yêu là rất là thoải mái. Một căn nhà tất khoảng 500 m2, thì tôi hỏi ở trong thành phố có căn nhà là ngoài rộng 500 m2 mà ở đây có 500 m2 đấy. Bây giờ thì hiện giờ thì giờ trưa thì gia đình cũng ngủ rồi, nhưng mà mình bạn hết từng coi sơ sơ để cho mọi người biết cái không gian ha. Đây là một cái căn nhà ba vợ má vợ của Hải. Đây là cái phòng giống như kiểu như phòng nhỏ, đây phòng phòng khách đây, và tất cả đều là bằng gỗ cả, rất là lớn. Cái căn nhà này rất là lớn, tại trong kia hay dù nghĩ kia ở đây cái sofa này là sofa để ngoài sân, để phòng khách thì chẳng phải là phòng khách đâu, có nghĩa là thường thường họ ra đây ngồi uống nước trà chiều, có thể uống trà tướng hay là ngồi nhạc thì mà đang đứng đây đó. Cái bên kia thì có nhà kho hoặc là căn nuôi gà, đại khái là vậy. Nói như vậy tôi hiểu. Mà nhà cái hiện tượng mà đập mắt mình là cái ở miền quê này là nhà nào cũng có xe hơi đó, nó buồn cười cho đó. Thành ra bà nó tuyên bố một câu á, một vài năm nữa thì hình như là xe đạp hoặc là xe hai bánh đi vào quê lãng, mà tôi nghĩ chắc đi vào quê lãng là bởi vì thường thường ta đi xa hoặc ta đi xuống thành phố gì đó thì ta mới đi xe hơi, thường thường ta đi chợ đi búa là phải đi những chuyện gì lặt vặt ở trong xóm này, làm gì đi xe gì chứ, phải không? Phải có cái xe hai bánh à, cái điều đó là chính xác rồi, đúng rồi đó. Mình rất là vui đi để trải nghiệm cái thôn quê miền núi của phía Bắc, mà nói chung là tại thành phố Vinh, và đây là gì Nghệ An, Hà Tĩnh đúng rồi, Hà Tĩnh đó. Đi để cho biết mà, đi để cho biết đó. Nói chung là
mình thấy những người lớn tuổi hoặc những người cao tuổi, thì ở đây những người dân ở đây, những người mà có gì ở đây thì những người lớn tuổi, những người già ở đây thì họ sống rất là thoải mái, và con cái họ hầu như gia đình nào cũng lúc nào cũng thành đạt cả, và chúng nó vào đi xuống vào thành phố để làm việc, làm công ăn việc làm, nói chung là vậy. Thì mấy ông bà này thì cái hai vợ chồng đâu lắm, con đứa con út ở nhà còn đi học vậy thôi, mà nhà họ nằm rộng 500 m² thì ông nghĩ như thế nào? Ở trong thành phố là người có chuyện lắm, và chung quanh đó cây trái bạc ngàn, chung quanh nhà ấy nha, là đất của nhà, cây trái của nhà trồng đó nha, hầu như là nó đầy đủ bưởi, cam, quýt, rồi tất cả đều là cây trái như là mít, rồi ở đây nó có cái cây gọi là cái cây gì mà để mà xuất khẩu qua cái quốc kia gì ta, cây gì ta không biết cây gì, tôi quên hẳn cái tên, nhưng mà họ đây họ thương mua. Và bưởi năm nay bị nó rộ quá đi, mà bưởi đây là bưởi đặc sản nha, đây cho mọi người coi. Đây là vườn nhà của một cái người dân bình thường thôi, rất là bình thường trong gia đình, thấy chưa, cái vườn cây nó giống như rừng vậy. Đây cho mọi người coi, thấy chưa, đây là xe của họ, thấy chưa, rộng rất là rộng rãi. Người dân thôn quê bây giờ rất là tuyệt vời, và cái không gian đây họ sống rất là tuyệt vời. Đây là bưởi nè, bưởi thật sự là bưởi gì cũng biết, mà bưởi rất là ngon đó. Đây thấy chưa, chanh, ổi, bưởi, rồi mít, rồi xong rồi xoài, rồi đủ thứ tùm lum, mình không biết, nó nhiều quá, nó rộng quá cho nên là mình không biết là cây gì, nhưng mà hầu như cái thứ gì cũng có. Ở đây nó hái vô cho mình ăn. Nó thấy mình tới cái bắt đầu nó hái vô, nó mới vừa hái đó, đây đó, nó mới vừa hái đây kìa, đây bưởi xứ Nghệ, bưởi xứ Nghệ không bưởi gì gì đó. Đây cây này, cây khế phải, đúng rồi, cái lá cây khế đúng rồi đó. Đây là cây khế, cây xa kia cây linh lăng, nó chưa hầu như cây trái quá trời là bưởi, ở đây trồng bưởi nhiều quá. Còn cây này cây gì mình không biết cây gì nhiều lắm, ở phía sau vườn nữa, linh lăng, bạc hà, còn ở phía sau xa xa quá trời luôn. Nói chung là ở đây nó có hồ cá, rồi có ao nuôi cá luôn nữa. Mà đó là cái căn nhà này, đây mà ta thấy chân thủ chưa, một căn nhà bình thường của hai ông già là già ở thôi đó. Nó kinh khủng không? Ở phía trước đây nè, có hai cái bàn, một cái bàn để uống nước, một cái bàn sofa, còn một bàn đá này chắc là lẽ ngồi uống cờ tướng hay gì tôi không biết, mình không biết. Ở trên đây, ở trên có cái này nè, che nắng che mưa. Ở đây cái chỗ này để xe, chỗ này để lúc xe vô. Cuộc sống thật sự là vương giả, mình nói thẳng là vậy vậy. Đây là nhà ba má vợ của Hải. Rồi tiếp tục, thì thường thường á thì mình cũng bực mình là ở chỗ là những lúc gần đây ấy, những cái người mà bất đồng chính kiến với Việt Nam mình thì hay nói là Việt Nam khổ, Việt Nam thế này, ở thành phố mà thấy vậy thôi chứ về thôn quê mà người ta đi xin ăn đầy đường, trời đất ơi trời, đúng, mình nghĩ sao vậy? Ta ngồi nghe từ bây giờ nghĩ lại mấy cái lời của đó mình ngủ ra nghĩ cái gì? Ê, chào Quỳnh Năm Thời, chào ngon. À, Quỳnh Năm Thời cũng ở Bảo Lộc Lâm Đồng nè, cũng ở Duy Linh Đắk Lắk gì đó, ok. Thực sự là mấy bữa nay nó mưa, chứ đúng là không mưa thì mình cũng đã đi tham quan nhiều nơi điểm rất là thú vị để ở cái miền núi này cho các bạn coi và thân. Không có cái gì, đúng rồi Nguyễn Tiến Luật nó đúng, có nhiều chỗ quê còn giàu hơn mình có, mình ở đây là cái gì, thì ngày xưa á nghe mấy ông mấy bà ở đây nói là cái miền quê ở đây á là ngày xưa được mệnh danh là cái chỗ này là nghèo nhất nước, có nghĩa là ở chỗ này là chỗ nghèo nhất nước đó. Nhưng mà thực sự bây giờ mình không dám hó hé, tức là người thành phố về đây không dám hó hé, nó thẳng là như vậy. Bởi vì ở đây là không thể nào được đổi với họ, rồi cái nhà không là mình thấy bị hết hồn rồi, và cái trang trí nội thất trong cái nhà xây toàn là bằng gỗ, gỗ quý,
cổng lai cam xe rồi gõ đỏ rồi cái là cũng cái cột nhà toàn là qua ngay tôi nó quay mấy cái rồi tụi này hàng xóm láng giềng thôi, nhà nào giống cái nhà đó, vào cái nhà họ nào cái nhà nào bị, nhà nào là nó bị lắm, mình không thể nào mà nói được, có nghĩa là nếu được sống ở đây thì thành phố không cũng bằng được. Cái thứ nhất là không khí trong lành, cái thứ hai là nó thoáng mát, nó rộng rãi. Nhà thành phố cao lắm, nhà mình cao lắm thì khoảng 5 mét chiều ngang, 10 mét chiều dài, chắc lầu hai lầu, không có nhà đâu. Ít khi nào ta chơi lầu lắm, nhưng mà có chơi lầu trên tầng thôi, rồi có nhiều mà nhà lầu hai tầng thôi. Nhưng thực chất ở nhà này, cái khuôn viên họ rộng dễ sợ, và họ vừa trồng trọt, mà trồng trọt cây xung quanh để mà là coi như là lấy cây trái ăn, rồi xong rồi ở phía sau là ao nuôi cá, rồi nói chung là những cái rồi nuôi gà nói chẳng vậy, nói chung là rất là nhiều cái hay mà mình cũng thấy là người Việt mình ở thành phố không làm được. Mà nghe đâu cách đây vài chục năm, 10 năm trở lại đây thì ngày xưa ở cái tỉnh này, cái chỗ này là nghe là ngàn cái nước, tỉnh ngàn cái nước đó, chào với nghiệp chào con á. Nhưng mà bây giờ thì không dám mơ, bây giờ có tiền không dám mơ. 100 km nữa đến Gia Nghĩa, Đắk Nông, Cụ Cầm, Đắk Nông. Ồ vậy hả? Thì giống thiệt tình là ta đi ra đây đi thăm quê Hải, giống như kiểu hù, ta dẫn ta đi đâu thì ta đi đó thôi. Thật chất là ta đã biết gì đâu, nhưng mà mình ra đây thì nó giới thiệu đây là một cái vùng quê miền núi, đây là miền núi nha mọi người. Chứ nó không phải là đồng bằng, nó không phải là ở thị trấn, nó cũng không phải là ở thị xã, nó cũng không phải là ở trung tâm thành phố, mà đây là miền núi. Mà miền núi là mà đã là như vậy rồi, cái kinh khủng. Chào chị Minh Hiệp, chào ông Thủy nha, chào lại mọi người lần nữa nha. Tại giờ hứng hứng thì hôm qua mấy bữa nay không đi tự, bữa hôm qua đi ra đây không có live stream, cũng quay. Bởi vì ở đây vùng núi cho nên mấy mạng internet của mình là nó không có quất được, nó cứ chập chờn. Thì tới là tới bữa nay tới đây có nhờ có wifi cho nên mình mới live stream cho mọi người coi thôi, chứ thực chất là vùng núi. Mình mua cái gói là Vinaphone mà lên đây nó không có tốt, hay là nó không có quất nhiều, lúc có lúc không. Tụi nó nói ở trên này toàn là xài Viettel là ở đâu nó cũng tới, từ rừng núi từ nào mua nó cũng tới cả. Chà luôn thử lần nữa nha. Đó. Nhưng mà tại mình lỡ mua, mình có mua cái gói của Vinaphone rồi, cho nên vì đó là mình mua tới 16 tháng, nguyên toàn gói 16 tháng rồi nè, nên ra không có đổi được, thôi kệ bà nữa. Để tới nhà nào có wifi thì mình lại live stream cho mọi người coi. Hôm qua nay thì mình cũng đã live, mình cũng đã quay những thước phim, rồi Hải cũng đã quay những thước phim đưa lên trên mọi người, trên cho cộng đồng coi những cái cảnh mà mình đi được tới đâu hay tới đâu đó. Ví dụ như mình đi tới chỗ nào thì mình sẽ quay với người xung quanh cái cảnh quan gì đó. Hôm nay trời mưa quá, cái thực chất là đáng lẽ là mình tính là quay những cái cảnh mà đồng ruộng, thì như những cái cảnh mà cò bay thẳng cánh và ở lên hay thế này. Bây giờ ở cái khu vực chỗ này là nhà nước đã ra quyết định là bây giờ tất cả mọi người nào mà mắc chim cò mà ngoài ruộng ngoài đồng là bị phạt mỗi con là 7 triệu đồng. Ghê chưa? Còn mà nếu mà phá hoại rừng hoặc đốn cây đốn gỗ gì đó là bị phạt ở tù luật sư luôn á. Thằng trai ở đây là hầu như là một màu xanh bao phủ, nghĩa là không có ai dám cắt rừng gì, cũng như là khai thác gì cả, và họ đang trồng rừng. Những người dân ở đây rất là sung sướng, thẳng rồi hoàn toàn không đóng thuế mất cứ một cái gì cả, chỉ có trừ tiền điện và tiền internet không, ngoài ra tất cả mọi cái gì cũng không có thuế mãi gì tương tự, rất là sướng, không có đóng thuế đóng thuế gì hết trơn, chỉ có làm và ăn thôi. Còn điện với lại internet không, ngoài ra còn cái chỗ của thằng Hải ở thì em Hải ở là điện nước cũng không có tính tiền luôn, chỉ có điện thôi. Anh đang ở chỗ Hà Tĩnh. Sáng có nói chuyện với bà đây, để cho bà coi cảnh quan là khoái quá rồi. Hải cho coi nói chuyện với bà, Hải nói chuyện với bà khoái quá kìa. Có nói trời ở Việt Nam bây giờ là số 1 rồi. Bà ấy nghỉ hưu rồi, bà sẽ về thôi. Bà đâu biết, bà đâu có la Hà Tĩnh.
Hello, thôi không có gì cả, mình không có gì gọi là công chuyện gì lớn lao để lên để tường trình cái buổi đi du lịch của mình chơi thôi, lên rồi về mưa nhiều quá thôi, thế thì vậy thôi, không có gì cả, không không có chuyện gì quan trọng, mình chỉ nói vấn đề là một cái chủ là đường quê đường núi của Việt Nam, nói chung là một chỗ để thành phố Vinh, cái chỗ ở chỗ này là mình chơi vùng quê gà gói ngày xưa, mà bây giờ nó đã phát triển đến như vậy, chỉ giúp cái vậy thôi à. Vậy thôi mình bye bye mọi người nha.